Và chủ toàn mini nhỉ? Mấy giờ chẳng? Bây giờ cũng 10 giờ chứ mấy? Chưa đến. Ít 50 phút. Cái đồ bé tí xíu. Cái đồ bé siêu mini. Lên được không? Gọi là 70 hay 30 chứ phần trước 70 và 30 siêu mini mà dễ nhất là Sam Hương đấy chứ. Sam Hương. Sam Kiến tiếp đây. Phép cầm lên cây nhé. Ví dụ như cây này thì bao tiền đấy? Vâng ạ. Trên lòng bàn tay. Cái này 100 ạ. 100. Nói chung là toàn là cô chơi luôn đấy. Rất hợp lý đấy. Chơi đấy. Biệt đội biệt đội tí ho. Đấy cụ cũng còn sắm cái chậu nhỏ nhỏ này chứ giờ cũng hợp với món này đấy. Không thì nhà chặt thì chơi đấy, mini Sam Hương này thi thoảng lại cắt cắt Sam Hương cái chả thấy thơm tí nào. Vuốt vuốt. Hả? Vuốt. Hơi 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 hơi. Nói chung là có mùi. Không thơm. Xanh quê, xanh mình ngồi một mình thì mới lại dễ. Đấy, củ cứ chọn đi. Có cái hồng mai đẹp hết chứ nhỉ? Mấy tiền đấy chú? Hơn triệu. Đấy, mấy ông là kia giao dịch cá không? Làm gì đấy đấy? Chờ cái cây gì đi anh? Công à? Ra quay ở đây cái đã. Hơn triệu. Sơ bộ là hơn triệu cây này. Và giá chi tiết thì mình thiện chí mình mua thì mới có giá chi tiết. Sơ bộ nó khoảng khoảng đấy. Chắc anh quanh triệu. Mai. Đang rất nhiều hoa. Cây gối mình cứ sờ thoải mái. Bệ chưa? Bệ cũng được. Cũng dài đấy. Cây là làm kiểu theo đổ ôm chậu cũng được. Xong trồng cái chậu rẻ quạt ấy. Chậu hình rẻ quạt tán ra đằng kia kìa. Hiện tại đang làm tán ra đằng đấy. Ôm rẻ quạt ôm chậu. Cây xanh này cũng khá là xinh. Trước mà 6 triệu ấy. Khá là xinh xắn. Bác nào mà theo dõi thường xuyên thì biết phiên trước tôi có quay cây này rồi. Và mấy cây kia có quay. Có cây hồng hồng mai này mới. Đây xa. Tiếp và dưới kia ôm cái hòn đá nặng nề quá nhỉ. Đúng là hàng khai thác ấy. Xanh lá móng ôm cổng làng 1930. Một vòng cổng làng hồi 1930. À hai. Bây giờ cái cổng mà chắc là cổng mới. Không biết có đúng là 1930 không? 1930 là đồ cổ quá. Lá móng có một đặc điểm là nó, các bác cảm giác nó rất là gọn. Một cái màu xanh của nó như là màu búp ngọc. Hai là răm nó mập và nó sóng. Gần như là sóng và nó thoáng. Form tán nó rất là gọn, nó không bị rối. Bóng rất rộng. Bóng rất rộng. Cái này hôm trước có báo giá rồi. Khó khăn. Đó.
mười mấy triệu ấy, không nhớ, nhưng mà cái này cao. Trăng. Rô tầm. Đấy, con này lùa, vỡ lùa luôn cũng là một. Khai thác. Hoa giấy đẹp quá. Nếu nó bằng ấy cơ thì nó đẹp về tắt đi à. Không một tí nhá. Thì về tận chỗ kiện phải là sao. Cái hoa giấy xin phép mua rồi tôi cũng không hỏi là bao tiền. Sao thế? Lục vừng á? À thế là tưởng cái đa. Chỗ dâm mát ngồi nhỉ? Bán một cây rồi. Bán cây gì ấy? Cởi đây, vừa cởi chun đấy. À, Lộc Vương à? Vừa bật nà đấy. Có, vừa nãy đi qua thấy nó rậm rậm. Giờ đã thấy trong lóc rồi. Đa lộc à? Này bán đa lộc này, rằm bán đa lộc. Đa lộc là còn cả cái dây nữa cơ. Cây vừa nãy nó bán là cái gì? Gọi lộc đa đi. Cây vừa nãy bán là cái gì? Mày. Báo giá mấy con này đi anh. Ba củ con này, còn con này. Con hai củ thôi. Thế à, lại rẻ hơn à? Nặng đôi. Chỉ hai củ thôi. Hàng đồ chơi được không? 5 củ bán cả xe. Cả xe. À, bán cả xe cây. Chục cây hay 5 củ. Hai mà. Đa lộc. Bị bờ chỗ này tối không dừng nghệ thuật đúng không? Ừ quái đấy. Đây lá liếc rồi chút xuống đây cái lọ này là cũng thời gian này nhìn sạch sạch rồi đấy. Vui mùa. Thì bán là 6-7 cây rồi. Ừ. Về chưa? Ngày doanh thu nó kinh lắm. Cây dẹp này, coi cái điểm mua hết. Mà thêm. Bán mua hết. Vấn đề là đẹp rồi khó mua quá. Được, để sang chỗ vị cái thế này. Vâng, cái quế lấy bao tiền? 2 triệu thôi. 2 triệu. Quái là hôm trước chắc khoảng 12 giờ một đêm có ông gọi hỏi. Ừ, nó gọi cái hoa giấy to nhiều thế nhỉ.
Hôm nay mình bán là sân Tây, rồi xong bán là sân Tây xong cải thì bán bao nhiêu? Đấy, bán đêm hôm gọi giật cơ mình nhỉ. Quái hoặc là đọc số của ông cùa và cứ gọi cho cháu. Ừ. Đấy, cây này 2 triệu. Nhiệt quế mà nhìn cũng như là... Đấy, dạ. Cái này được nhỉ? Được, nghệ thuật. Nghệ thuật. Nghệ thuật đấy. Đẹp. Một dòng cây nghệ thuật. Cái này mà giao xuống thì nữa thì kín lắm, đẹp lắm. Vâng. Nghệ quế như này là đẹp đấy. Ít có. Chỉ được xăm chiếc giày như xanh thôi. Đẹp. Quế đẹp. Thân chẳng ngớt đây này. Vâng. Ít sạch. Sạch. Đây có dành dành, bắt cầm dành dành này, hay 1 triệu một cây dành dành. 1 triệu một cây. Giá rẻ tháng cô hồn. Tháng cô hồn thật. Hoa giấy thì 2,5 triệu chuẩn rồi. Đấy, hoa giấy hôm trước biết rồi đấy. Này đấy làm lại sạch sẽ rồi. Đấy, hoa vẫn còn đây này. Người thật việc thật đây này. Cây hộp trước thì bán đi nhanh quá, bán được. Không được đâu anh ơi. Ui giời, trời. Còn mà để mà tí chưa hút. Còn thì... Cứ đi vào đây hút thuốc dạo. Có rồi. Đấy, ra đây ăn điếu thuốc sướng, sướng hơn hút ở nhà. Không hút mấy đâu, thi thoảng hút mà. Còn ai... Đây thông thả mà đây một rượu cho vui. Ôi cháu ơi, mấy cái món này chắc sợ lắm. Mấy đường vết nhé. Cắt tả đi đẹp hơn này để... Vâng. Cắt tả đi đẹp hơn này. Nhìn nó phong tranh. Nghệ thuật. Cái người quế đẹp đấy. Cái người quế đẹp à. Có cái tay rơi kìa, hay. Răm dày mịn rồi đấy. Các ông đằng kia gần này các ông đã dọn về hết lấy Tết kìa, tốt cho đợi về đấy chứ. Đấy, đấy. Nào thích thì lại alo tiện, nhưng mà được alo sớm tí cũng khuya gọi. Mỗi ngày lại gọi có hơn 10 giờ có người gọi à, người ta xem người ta chả còn để ý biết mấy giờ cả, cứ thấy là gọi luôn. Cái đà gấu nào thì to hết. Cái đà này á? Vâng. Vâng. Ok. Rồi. Cảm ơn chú nhá. Đi vòng nữa. Đấy. Quan cảnh cái chợ hôm nay không? Thôi quay của những người bán rong thôi. Không phải bán rong mà những người mà ở nơi không có cái cửa hàng ở đây thì ra đây và bán. Còn những người có cửa hàng đấy thì bác ra lúc nào có mặt ở đây thôi.